rằng là đến năm 2050 là rơi vào khoảng 9,5 tỷ người. Thì như vậy là vấn đề đô thị hóa, giao thông là một cái gánh nặng nhức nhối cho nhiều quốc gia. Как мы знаем, на Земле очень много народ. Сейчас уже 7 миллиардов людей. Проблем о дороге и воздух очень грязные, поэтому очень много-много проблем надо решить. Chính vì vậy là các chính phủ thường xuyên đi tìm kiếm một cái giải pháp giao thông làm thế nào để tối ưu nhất, về giá cả thì gọi là rẻ nhất, về môi trường là thân thiện nhất, về vấn đề an toàn nhất. Thì Segway hiện tại bây giờ đang làm một cái giải pháp gọi là trong những điểm sáng của thế giới. Tôi thấy đây là một trong những công nghệ mà giải quyết được vấn đề đó. Я вижу Skyway это техника промышленная, да, и разрешит 7 вопросов о земле, о дороге и так далее. Chúng ta đang giải quyết được vấn đề đó, và tôi thấy tất cả chúng ta hiện tại bây đang tài trợ vào cái công nghệ trong giai đoạn khởi nghiệp và cuối giai đoạn khởi nghiệp. Thì theo tôi đánh giá rằng trong thời gian không xa nữa thì những cái thành quả chúng ta sẽ đạt được. Я думаю, скоро Skyway будет выйти на рынке и развивается. Мы инвесторы спонсировать проект и проект будет на рынке. Vâng, tôi xin chúc tất cả các nhà tài trợ trên toàn Việt Nam và trên toàn thế giới gửi tới tất cả các nhà đầu tư một lời chúc sức khỏe, may mắn và đạt nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Я желаю всем инвесторам здоров, успехов с Skyway. Сейчас там уже запустили слово свои. И сейчас продолжается рядом со мной садит один из двух известных Sky Experts. Vũ Việt Hoa, пожалуйста. Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Hiền. Xin chào tất cả quý vị, các bạn đang thì theo dõi Zoom của chúng ta. Cảm ơn, спасибо, Hiền, и представляет передать всем привет инвесторам, партнерам Skyway Familia. Tôi cũng rất là bất ngờ khi mà chị Hiền chị cho tôi nói chuyện sau anh Tâm. Я очень рада поступить после Tâm. Rất là vinh dự. Он очень скромный. Cũng chia sẻ với quý vị một chút, đó là khi mà tôi có một cái duyên biết đến Segway thì anh Tâm cũng là người chia sẻ cho tôi, và tôi đầu tiên là tôi trước đó thì tôi cũng đi tìm mong muốn rằng là mình cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội. Thế thì cũng rất là may mắn khi mà tôi gặp được Segway thì anh Tâm anh có chia sẻ cho tôi, và tôi cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội xứng đáng để mình cống hiến. Và cái ngày đầu tiên khi mà я очень рада, потому что там показался мне это Skyway. Повезло мне возвращала Skyway после там и постараться развиваться ветви своей Skyway и стала, ну, уже, как видите, Sky Express. Thực ra như này ạ, để mà lên được cái cấp bậc Sky Expert thì tôi nghĩ rằng là sống lâu lên lão làng. Nếu như chúng ta cố gắng, tất cả mọi người đều cố gắng phát triển Skyway thì tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ lên Skyway, Sky Expert, đúng không ạ? Чтобы доступить level Sky Expert, я думала, все мы будем туда, потому что это Slava Skyway. Vâng ạ, và chỉ cần chúng ta cố gắng tập trung và hết sức mình để cống hiến một cái dự án mang lại giá trị cho cả thế giới thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều làm rất tốt, đúng quý vị? Đúng. Mới tôn cơ Sabiraim sa xia xia lười strem strem liasa pastarasa rabotat di rabotat i muzium tuda slava sky ekos xia tuda dastikla. Vâng ạ. Và dĩ nhiên để lên được cái Sky Expert thì chắc chắn nếu như ngày hôm nay tôi lên thì chắc chắn không thể thiếu quý vị, đúng không ạ? Thì nhân tiện đây cũng thay một lời cảm ơn với tất cả những cái quý cổ đông đã tin tưởng chúng tôi, đã tin tưởng Skyway để ngày hôm nay tôi có vinh dự để nói chuyện với quý vị. Сегодня у меня получила название Sky Ecos. Там есть. И очень благодарю вас за поддержку меня до сих пор. Vâng, và tôi cũng một lời gửi lời cảm ơn đến các ban lãnh đạo của công ty, gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Zudiki của chúng ta đã tạo cái cơ hội để cho tất cả chúng ta có một cái môi trường để phát triển và môi trường để cống hiến để Skyway ngày càng lớn mạnh. Через меня я передам привет господин Анатолий Юнинский и всем члены начальник компании и всем рабочие, научные компании, чтобы Skyway более развивается. Vâng, và tôi mong muốn là tất cả các cổ đông của chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để gây dựng Skyway ngày một lớn mạnh hơn nữa, được không quý vị? Я надеемся, чтобы мы вместе дружить, поддержи Skyway, чтобы Skyway сильнее и быстрее проект, первый проект Skyway выходит на рынке. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin một tràng pháo tay cho bạn Khoa. Và bây giờ xin lỗi chị Hiền ơi. Chị Hiền ơi. Bây giờ là đang có rất nhiều người đang muốn vào trong Zoom mà không đủ, bởi vì dung lượng chỉ có 100 người thôi. Và hiện nay là ông Francis Sola vẫn không vào được và một số người không vào được, cho nên là nói với anh Hiếu và cái admin ấy là mở rộng Zoom lên cho, mở rộng cái số lượng lên cho, bây giờ chỉ còn 100 người là không ai vào được nữa. À thế ạ? Thế bây giờ thì nói với ai hả anh Thế? Hiếu. Hiếu à? Hiếu ơi. Hiếu Hiếu mở rộng. Đây bây giờ Tâm đang mở đấy ạ. Chờ một chút ạ. Tức là ông Francis Sola vẫn chưa vào được. Có nhiều người đang có rất nhiều người mà không vào nổi. Thì ông Sola vừa nói là ông không vào được. Tắt đi. Nói đi. Tức là những người mình có thể ngồi hai người một máy được đấy. Mọi người ơi, tức là nếu mà ai đó mà ngồi cạnh ai đó thì mình có thể ngồi hai người một máy và tắt bớt máy đi. Thì lúc đấy là chúng ta có thể sẽ nhiều người được vào được hơn. Nói đi. Bây giờ em quên. Đâu? Bây giờ hả? À thế à? Mọi người ơi, tức là nhá, nếu mà ai đó ngồi cạnh ai đó thì chúng ta tắt bớt máy đi và ngồi hai người với nhau, giống như tôi đang ngồi với bạn Khoa này, rồi bạn Linh thì đang ngồi với bạn Linh chẳng hạn, như vậy. Chào Tiến nhá. Передайте всем, что через 10 минут смогут подключиться больше людей, чем 100 человек. Спасибо. Sau 10 phút nữa thì sẽ nâng được cấp lên. Và bây giờ thì là không, tức là phải giao lưu đã. Bây giờ anh sẽ cho anh Công. Công ơi, bây giờ là xin giới thiệu với mọi người. Công ơi, Công sẽ nói nhé. Bây giờ là chị sẽ giới thiệu Công với tất cả mọi người đây này. Và suggest Mr. Đặng Phi Công Công ơi, Công nói đi, chị giới thiệu Công với mọi người rồi đấy. Alo, xin chào cả nhà. Xin chào Công. Chào tất cả các anh chị em, tất cả các nhà của ông Skyway nha. Rất là vui khi hôm nay được ngồi đây giao lưu và chia sẻ một số... Alo, xem có còn réo không nhỉ? Rồi. Ok, ok, được rồi. Là, Công nói đi. Nhớ là nói một câu vừa vừa để chị còn dịch nhá. Chào mừng tất cả các cổ đông Skyway Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Здравствуйте всем инвесторам Vietnam и в мире Skyway. Lần đầu tiên cho Công xin gửi đến tất cả các quý vị cổ đông một lời chúc sức khỏe, một là передам привет всем, желаем всем здоров и успехов с Skyway. Mình tên là Đặng Phi Công. Quê ở Lạng Sơn. Меня зовут Đặng Phi Công. Родина моя Севера Vietnam. Công thì cũng biết đến Skyway từ cuối 2017 thì cũng tham khảo qua một số thông tin, thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt nên Công cũng quyết định hợp tác từ bắt đầu 2018. Я узнала о Skyway конца 2017 года и участвовала в Skyway до сих пор. Добрый день, друзья. Xin chào. Hello. Xin chào. Hola, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ой, только сейчас видит вас. Xin chào. Công nói tiếp đi. Ông Franciscola, ông Franciscola, ông ấy mới vào được và ông ấy xin chào mọi người. Franciscola. Chị ơi, anh Công chỉnh lại micro, chỉnh lại camera cái, không nhìn thấy ạ? Công chỉnh lại camera, mọi người không nhìn thấy mặt của Công mà lại nhìn thấy mặt của Lợi. Sorry, nhìn thấy mà. Công chỉnh lại nhá. Mình ngồi đây thì nhìn thấy Công rất rõ. Thấy mà đúng không? Cả nhà thấy không? Ok. Nói tiếp đi Công ơi. Ok. Đó thì trong quá trình hợp tác thì Công cũng cảm thấy là cái những thời năm đầu tiên thì cũng Skyway thì cũng chưa nhìn thấy những cái tính khả thi lắm, nhưng mà càng ngày thì Công càng có niềm tin và khi mà nhìn thấy. Первые дня меня еще не видела надежный проект Skyway, а сейчас особенно последние дня Skyway прекрасно. Очень прекрасный проект. Cái niềm tin đấy được thể hiện thông qua những cái kế hoạch phát triển của tập đoàn của ngài Idiki. Мы надеемся о проект, о marketing plan Skyway. Và đến ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận thấy được một điều là cả thế giới đang hướng đến công nghệ của chúng ta. Сейчас не только мы, инвесторы, видим о этом, все мира видит об этом и хочет работать и сотрудничать с Skyway. Và Công cảm thấy đây là một điều rất là may mắn khi Công biết đến tập đoàn và rất là may mắn khi mà Công đã lựa chọn và hợp tác cùng tập đoàn. Мы очень рад, потому что мы дружим. Работаем и сотрудничаем с Skyway. Và Công tin tưởng rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ có những cái thành quả rất là lớn từ việc phát triển công nghệ của chúng ta ra thị trường thế giới. Надеемся, несколько времени мы будем доставить результат и много получается много проектов в мире. Và trong thời điểm này thì đại dịch Covid cũng đang bắt đầu ảnh hưởng lại đến Việt Nam. Thì Công cũng xin hứa với lòng mình và hứa với tất cả các cổ đông là Công sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy cho sự phát triển của tập đoàn trong thời gian tới. Хотя сейчас это болезнь COVID, но я будем постараться со своим партнером поддержать Skyway, чтобы Skyway развиваться по плану. Và lần cuối cùng thì tôi xin gửi đến tất cả các quý vị, các cổ đông, các anh em lãnh đạo một lời chúc sức khỏe và một buổi tối tràn đầy năng lượng. Последнее слово. Я желаю всем здоров, успехов и больших успехов в жизни, в работе с Skyway. Очень приятно. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ thì đề nghị bạn Thơ và bạn Lợi hai bên cạnh Công thì chuẩn bị luôn. Thì bây giờ không biết là Thơ hay Lợi nói trực tiếp. Сейчас мы, я представляю chị Thị Kim Thơ, Top Experts, будем рассказывать. Thơ ơi, bắt đầu đi. Xin được chào tới toàn thể các anh chị em là nhà đầu tư của tập đoàn Skyway. Cho em được gửi lời chào đến hai lần nữa. Сейчас я передам привет всем инвесторам и партнерам Skyway Việt Nam и мир. Khi mà đến với tập đoàn Skyway thì cũng chưa hiểu nhiều về cái công nghệ của tập đoàn Skyway. Nhưng vì tôi nhìn thấy ông chủ tịch của mình là một trong những người mà rất là có tâm, có tầm, có tài, có đức và có tình yêu thương nhân loại. Chính vì thế nên tôi đã đồng hành cùng với tập đoàn Skyway và nỗ lực giúp cho các anh chị em trong hệ thống luôn luôn phát triển và sở hữu được nhiều tài sản, đặc biệt là lan tỏa giá trị của tập đoàn Skyway đến với mọi người. Nói ngắn để chị còn dịch. Мы видим Анатолий Юницкий, очень он талантливый, он ученый, один из выдающихся больших научных, и проект Skyway очень надежный, будем изменять в мире, поэтому мы участвовать и постараться развиваться ветви в Вьетнаме. Cũng từ khi mà bắt đầu đầu tư với tập đoàn Skyway, tôi đã qua tập đoàn vào cái dịp mà năm 2018 khi mà tôi mới tham gia, thì tôi đã được ôm ông chủ tịch. Chính vì đó là động lực nên là tôi đã về thơ cảm thấy là tình yêu của ông đối với nhân loại, với các nhà đầu tư. Ông không những là làm nhiều hơn nói nữa mà ông còn khiến cho thế giới phải khâm phục những cái gì mà ông đang làm cho thế giới. В 2018 году я уже приехала в Минске и встречала с Анатолием Юницким, встречалась с ним, общалась с ними. И я очень любим, и когда домой я постарался развиваться ветви, чтобы поддержать проект Skyway. Năm 2018 thì tôi sang bên công viên thử nghiệm, và ông chủ tịch khi mà nhắc đến người Việt Nam ấy, ông chủ tịch rất là ngưỡng mộ người Việt Nam, và lúc đó Việt Nam chúng ta cũng đang là một trong những cái quốc gia dẫn đầu về thị trường, vừa phát triển và là tốt trong những cái đất nước mà đầu tư mạnh. Đó lý do tại sao mà thơ muốn cho hệ thống của mình khi đã tham gia vào Skyway rồi phải tự hào về những cái gì mà họ đã bỏ công bỏ sức ra để làm việc. Анатолий Юницкий очень любит инвесторы Вьетнама, потому что мы очень любимые работы, очень сильная команда. Мы всегда первые в мире команда и ветви. Мы постараемся, чтобы поддержать Skyway и сейчас, и с началом, и сейчас, и потом. Và cho em xin được nói một lời cuối để cho nhường lại cho các anh chị, đó là Khi mà đã tham gia trong cái thị trường này rồi, Thơ cũng rất là mong muốn tất cả các anh chị em là leader luôn luôn yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ các cái anh chị em mới đã tham gia vào đội nhóm của chúng ta càng ngày càng phát triển và họ hiểu được giá trị của tập đoàn Thế Vôi mình. Vì đây là công ty của chính chúng ta. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn. Cảm ơn chị Hiền. Я передам последнее слово мы, я надеемся, команда Vietnam будет дружной, сильной, трудолюбимой и больше развивается, поддержит проект Skyway, и мы построим Skyway, будем сильнее и сильнее. Спасибо и до свидания. Và bây giờ đến Lợi nhé. Lợi nói luôn nhé. Bạn Arachom, bạn ấy nói rằng là đã có 130 người ở trong hệ thống của chúng ta rồi và sẽ có vào thêm được nữa đấy, các bạn cứ yên tâm. Và bây giờ thì chúng ta cứ bắt đầu thôi. Сейчас я передам слово Khô Văn Lợi, самый молодой top expert в Вьетнаме. Я думала, это в мире, не только в Вьетнаме. Он родился в 1999 году. Pajasta Lợi. Lợi nói đi, chị đang giới thiệu em là top expert trẻ nhất thế giới đấy. Vâng ạ. Đầu tiên tôi xin gửi tất cả lời chúc cho tất cả cô chú anh chị và nhà đầu tư của Skyway buổi tối thật là vui vẻ với cùng những thông tin của tập đoàn Skyway. Первые слова я передам привет всем инвесторы, партнеры Skyway в мире и в Vietnam. Và lý do mà khi mà bắt đầu cháu đến với công nghệ của Skyway thì đầu tiên là đặc biệt là cái công nghệ này trên thế giới là chưa từng có, và nó là một công nghệ rất là thông minh mà chưa từng có, mà mình lại được quyền là mình có thể đầu tư vào đây. Skyway это наука первой в мире, поэтому я очень гордимся участвовать в проекте Skyway. Đó. Và đây là một công nghệ giao thông, nó chỉ là một phần trong cái công ty tập đoàn Skyway mà chúng ta có 150 dự án của ngài chủ tịch Anatoly Zhinsky. Skyway один из 150 научных проектов у Анатолия Юницкого. Поэтому мы очень гордимся участвовать в великих проектах. Và khi mà cháu đầu tư vào cái công nghệ của Skyway này thì cháu càng tìm hiểu nhiều những thông tin liên quan đến công ty và tập đoàn, thì lại có rất là nhiều thông tin mà khiến mình bị cuốn hút và bị hấp dẫn bởi những công nghệ của tập đoàn Skyway, và thông tin liên tục hàng ngày công ty luôn cập nhật cho các nhà đầu tư. Новости Skyway очень много. Мы не можем это даже каждый день наблюдать. Очень много video Skyway. Và lý do tiếp theo đó là đây là một cơ hội rất là tuyệt vời chưa từng có để mà mọi người có thể sở hữu được cái số lượng cổ phần của một tập đoàn rất là lớn, và nó là cơ hội giúp cho tất cả mọi người gia tăng tài sản của mình, mà những gì chúng ta đang đi làm để tìm kiếm và tự do tài chính. Это очень повезло, кто-то это участвовать в Skyway. Будем купить себе акции и будем стать это богатыми. Và khi mà chúng ta tìm hiểu được những thông tin thực sự tập đoàn của Skyway thì đây cho được cháu coi nó là một sự nghiệp của mình, và tâm huyết với tất cả 100% những gì mình có thể làm được với tập đoàn, và mình cống hiến hết sức. Не просто я участвовала в Skyway как работа, это как жизнь, да? Но это будет это всю жизнь, не только я, и потом это свои дети, родственники будут участвовать. Và khi chúng ta có những đội nhóm lớn mạnh, và khi công ty Skyway IPO thành công thì chúng ta cũng có một trong những phần đó là luật nhân quả, chúng ta đã giúp được rất là nhiều người trở nên thành công và tự do tài chính trong cái lĩnh vực của chúng ta, giúp họ, và đó là phước lộc của chúng ta. Скоро skyway budget vychodit на рынке, и будет построить в всей мире. Мы будем сейчас мы развиваться в ветви и будем помогать всем, всем стать богатым. Это слуга наша, слава наша. Và trong mong thì tất cả những leader có thể sở hữu giúp được tất cả mọi người, giúp được rất là nhiều người có thể sở hữu và sở hữu nhiều cổ phần của Skyway và đội nhóm của Việt Nam sẽ hùng mạnh. Я всегда постараться помогать людям, чтобы уметь много акций Skyway и построить свои ветви сильные. Tôi xin chào tất cả cô chú anh chị và các lãnh đạo một buổi tối vui vẻ. Tôi xin hết ạ. Последнее слово я жалеемся все управление начальникам Skyway и инвесторам Vietnam и мира. Здоров, успехов с Skyway. До свидания. Сейчас я передам привет топ-эксперт Nguyễn Minh Tuyến. Пожалуйста, Tuyến. Xin chào tất cả các quý cổ đông Skyway Việt Nam và quốc tế, tất cả các lãnh đạo. Приветствует все инвесторов и партнеров Skyway в мире и Vietnam. Tôi tên là Nguyễn Minh Tuyến. Hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được dự cái buổi Zoom giao lưu với tất cả các cộng đồng quốc tế Việt Nam. Меня зовут Nguyễn Minh Tuyến. Я очень рада сегодня общаться с инвестором Việt Nam и мира. Vâng, tôi đến với Skyway là cũng đầu năm 2018, một lần rất là tình cờ. Tôi được một người chị giới thiệu và chị cũng ngồi cạnh nhà tôi đây là chị. В начале 2018 года случайно я встречала Лили, и она показала мне о Skyway. Очень повезло. Спасибо, Лили. Lần đầu tiên thì tôi được các anh chị em của ông đầu tư trước giới thiệu tôi cái sản phẩm này và tôi nhìn thấy cái công nghệ Skyway là tôi đoán chắc và tôi nắm chắc và khẳng định chắc rằng là cái đó là một công nghệ trong tương lai, một công nghệ rất là tiềm năng. Первый дня я слышала о Skyway, смотрела видео о Skyway, я уже определила, что это Skyway очень надежный проект, поэтому я очень рад поучаствовала. Và sau chỉ là khoảng 60 phút trao đổi tôi đã quyết định tôi đầu tư và ủng hộ cái tài chính của mình cho cái công nghệ này. Через только 60 минут разговаривать с Ли, я уже разрешила участвовать и стала партнером Skyway. Sau đó thì có thời gian tôi càng tìm hiểu sâu và tôi càng thấy yêu cái dự án và tôi càng thấy tin tưởng cũng như là tôi gắn bó với tập đoàn với Skyway nhiều hơn và từ cái đầu năm 2018 đến bây giờ. До сих пор изучаем, найдем все проект, ну, читать, видеть видео и уверены, что Skyway будет успехом и обязательно быстро, скоро выходит на рынке, и мы будем построить удачные Skyway в мире. Ở ngoài kia thì có rất nhiều những cái công ty khởi nghiệp, có rất nhiều những cái lĩnh vực công nghệ cũng như là những cái doanh nghiệp kinh doanh về những lĩnh vực sản phẩm khác nhau. Nhưng tôi dám khẳng định với quý vị rằng là trên thế giới này riêng Skyway thì chỉ có một, không có một cái công nghệ nào mà lẫn với công nghệ Skyway được. В мире очень много областей и очень много работы, можно участвовать. Но я верю, что Skyway at Aso bên là Ochin Prekas này, i Buziam Pastroid i Buziam Pastroid Siemir. Tôi khẳng định rằng Skyway nó là một cái cuộc cách mạng thực sự trong cái lĩnh vực giao thông vận tải toàn cầu. Skyway est revolutionnaire với transport. Mà đã là cách mạng thì khi cách mạng thành công thì chắc chắn là chúng ta sẽ giành được cái thành quả, đúng không? Giành là cái thắng lợi rất là lớn. Конечно, если революционеры мы удачные, мы будем построить все мире. Это значит, это все инвесторы будет получаться много. Hơn 2 năm qua tôi đã theo dõi cũng như là phân tích rất nhiều những thông tin về Skyway, và đến bây giờ tôi có thể khẳng định với quý vị rằng là cái cuộc cách mạng của chúng ta đã giành chiến thắng đến hơn 90% rồi. Mọi cái sự rủi ro từ những cái ngày đầu từ của ông Ziliki, ông chủ tịch đã mấy chục năm trước, ông đã cống hiến và lao động rất vất vả. Больше 40 лет, ну, почти 50 лет, Анатолий Юницкий, он уже так постарался работать и отдать Skyway. А сегодня, уже последние дни, мы уже победили 95%, поэтому Skyway уже скоро будет расцветать. Vâng, còn nói về khía cạnh đầu tư thì tôi thấy rằng là rất khó để chúng ta để sở hữu được một cái lượng cổ phần của một cái công ty nước ngoài thực sự của một cái công nghệ rất là lớn, đúng không? Công nghệ giao thông làm thay đổi thế giới, rất khó để chúng ta sở hữu được những cái cổ phần của công ty như vậy ở trên công ty đẳng cấp thế giới và ở châu Âu, đúng không ạ? Например, в мире очень много компаний большие, известные на Amazon или Facebook или Alibaba. Мы не можем купить акции у них. Но Skyway мы сейчас умеем право купить и себе, и родственники, и друзьям. Và đặc biệt là chúng ta được sở hữu cái lượng cổ phần của một cái công ty công nghệ như này ở cái thời kỳ điểm sơ khai, có nghĩa là cái thời điểm của nó rẻ hơn thị trường, nó thấp hơn cái giá định giá của thị trường rất là nhiều, đúng không ạ? Nó rất là khó, đúng không ạ? Самый главный это сейчас акции Skyway недорого, и мы умеем право взять себе и спонсировать проект. Мы обязательно получается все ягоды. Và trên thế giới rất hiếm những cái công ty mà dùng cái hình thức crowdfunding, huy động vốn cộng đồng từ nhân dân như thế này mới có những cái cơ hội để cho anh chị em chúng ta, để cho tất cả những cổ đông trên toàn cầu, những cái người trung lưu, người nghèo được sở hữu một cái lượng cổ phần rất nhiều từ của cái công ty tại cái thời điểm sơ khai như thế này. Благодарю Анатолий Юницкий, он уже дал нам способность, чтобы краудфандинг можно участвовать все любые, и даже студенты или бедные люди можно участвовать в огромных проектах Skyway. Chính vì vậy là anh chị em chúng ta, những cái cổ đông, những cái nhà tài trợ cho Skyway từ những cái giai đoạn trước kể cả những bây giờ, thì chúng ta hãy cùng chung tay giúp đỡ công ty, giúp đỡ tập đoàn huy động được những cái số vốn để cho công ty đi đúng cái lộ trình họ vạch ra. Мы дружимся, чтобы сильные и трудолюбивые поддерживают Skyway, чтобы Skyway развивался по плану своей. Và đồng thời thì chính chúng ta cũng sở hữu cho mình và gia đình cũng như là đội nhóm chúng ta được cái lượng cổ phần được nhiều nhất để giúp cho gia đình cũng như giúp cho mọi người có cái tài chính, đúng không? Có cái tài sản sau này. Конечно, не только мы поддерживаем Skyway, и конечно мы сами себе и родственниками, и потом дети, и друзьям тоже стать это богатыми с Хайвей. Và một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo xong Shanghai World Community, xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả các quý vị cổ đông Shanghai World Việt Nam, cổ đông quốc tế. Последнее слово. Я желаю всем больших успехов, здоровья, особенно это сейчас COVID, и успехов большой с Skyway. Передайте привет всем русским, всем это начальникам Анатолий Ульинский и все членам Skyway мира. До свидания. Bây giờ cho bạn Vượng nói. Vượng ơi, bây giờ đến lượt Vượng nói nhé. Bây giờ Vượng nói thì chị sẽ сейчас я передам микрофон Vượng, Phùng Công Vượng, Top Express. Vâng. Xin mời. Em nói ngắn để chị. Vâng ạ, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào ông ngài Makov và ngài Sola. Xin chào toàn thể. Здравствуйте. Привет всем. Em nói đi. Hôm nay là một buổi tối rất là đặc biệt đúng không ạ? Em vừa xin gửi особенно вечером. Dạ vâng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi để trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm và cái cảm xúc của chúng ta đối với đại nghiệp Skyway, đúng không ạ? Как будто очень давно мы уже еще не сидим вместе, потому что раньше это каждый месяц, два месяца господин Владимир Маслов и господин Франсис Сола приехали к нам, а только сегодня мы садимся как будто в одной комнате. Tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là Phùng Công Vượng, tôi là Top Express Skyway Việt Nam và tôi rất là may mắn được biết và đến với tập đoàn Skyway thông qua Mr. Triệu Tâm. Và một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Я узнала о Skyway через Mr. Tâm. Уже давно. Vượng đến với Skyway từ đầu năm 2017 đó, và với sự hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều của Tâm từ những ngày đầu thì em Vượng đã gây dựng được một cái sự nghiệp, có thể nói là sự nghiệp cuộc đời. Và я приехала в Skyway начала с 2017 года, и Tâm мне помогает очень много. Và đến bây giờ trải qua 4 năm, thì một điều rất là tự hào đó là doanh nghiệp của em Vượng đã có 11 Top Express. Đó, doanh nghiệp. Viết vì Vương уже есть 11 Top Express. Bravo. 44 Express đó. 44 Express. Dạ vâng. Và có thể nói với một điều chia sẻ là trong cái thời đại mà xã hội các cái sân sàn điên loạn đúng không ạ? Nên để mà chúng ta giữ được bản thân chúng ta một cách an toàn, không bị các dự án, các sân sàn nó cuốn đi thì đó là một điều rất là quan trọng, quyết định sự thành công cho chúng ta đúng không ạ? Сейчас на рынке очень много блокчейн, да? Но деньги блокчейн развивается, и но Skyway они не мешают Skyway развиваться. Это очень благодарю. Và điều Vượng muốn gửi gắm tới toàn thể anh chị em cổ đông Việt Nam và cổ đông toàn thế giới, đó là Skyway là sự lựa chọn hoàn hảo. Skyway это самый прекрасный проект в мире. Я так считаю. Skyway mang lại cho chúng ta sự an toàn, mang lại cho chúng ta một tương lai. Кай вой это муруши наша, это муруши, это полезные, это надежные. Chúng ta may mắn là cổ đông, đúng không ạ, nắm giữ cổ phần của tập đoàn giao thông quy mô toàn cầu. И нам очень повезло стать это инвесторы Skyway. Và với bản thân em Vượng, đó là một điều có thể nói là không tưởng nhưng nó là sự thật. Это не фантастические, это надежные, это честные. Bởi vì là để trở thành cổ đông, để trở thành lãnh đạo nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp, đúng không ạ, đòi hỏi rất nhiều điều lớn lao. Чтобы стать лидером, большой лидером, да? От компании Skyway надо уметь много качеств. Nhưng với Skyway thì ngài chủ tịch và tập đoàn đã lo tất cả những điều lớn lao đó rồi. Việc của chúng ta chỉ là Skyway уже отдам нам всех. Только мы работаем на Джеймса и отдать силы свои. Việc của chúng ta chỉ là tin tưởng, nắm giữ cổ phần của tập đoàn càng nhiều càng tốt, cũng như lan tỏa cái giá trị của tập đoàn đến cộng đồng càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Thế là chúng ta thành công thôi ạ. Работа у нас это развивается ветви самые сильные, надежные и каждому умеет много акций Skyway это победа. Những điều tuyệt vời nhất của Skyway thì là những điều tuyệt vời nhất của Skyway thì mọi người đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và bây giờ Vượng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các anh chị em lãnh đạo. Đó. Và chúng ta hãy cùng nhau cống hiến cho một Skyway đại thắng cả nhà nhé. Последнее слово о Skyway. Много слов хорошие мы уже слышали. Я желаю вам больших успехов, здоров и больших успехов с Skyway. До свидания. Bạn Vũ ơi, bạn Vũ nói đi. Chị Nguyên Vũ. Bây giờ đến lượt chị Nguyên Vũ nói nhé. Сейчас иду я дам марафон chị Nguyên Vũ. Пожалуйста. Top Express. Lời đầu tiên thì Châu Vũ xin chào toàn thể quý lãnh đạo cũng như tất cả các cổ đông và đối tác của Skyway. Первое слово, я передам привет всем родственникам, инвесторам Вьетнам, мире и начальникам и все участники рабочие Skyway. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trịnh Nguyên Vũ, thạc sĩ kỹ sư Trịnh Nguyên Vũ. Мастером, я мастера и инженером. Chị Nguyên Vũ. Thì ngành nghề chính của Trịnh Nguyên Vũ là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phân bón. Nhưng từ ngày được biết đến Skyway thì Trịnh Nguyên Vũ đã nghỉ cái kinh doanh của mình và đã đồng hành cùng tập đoàn Skyway. У меня работа это хозяйственная промышленность, и до сих пор узнать о Skyway, а я участвовал в Анистат, это инвестором Skyway. Thì qua cái quá trình đầu tư từ ban đầu là 15.000 đô, thì sau này Trịnh Nguyên Vũ thì ở vùng Tây Nguyên xa xôi thì cũng may mắn gặp được Vũ Việt Khoa, rồi Nguyễn Đạt Hùng, Đặng Phi Công và Trịnh Thị Kim Thơ. Thì qua những thời gian đi tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái cơ hội rất rất tuyệt vời. Я жила на середине Новгород. И когда изучаем и смотрела видео о проекте Skyway, я очень надежная и до сих пор участвую в Skyway. Và Vũ khi mà đi sâu nghiên cứu thì Vũ biết đây là một cái tập đoàn đang khởi nghiệp và mình không thể nào mà mình góp một số tiền vào đó rồi mình ngồi chờ được. Я понимаю, стать это инвестором Skyway, и надо есть время, чтобы проект развивается. Не сразу, надо есть время, как это посадить дерево, и дерево будет развиваться. Thì ngài chủ tịch Unity năm nay đã 71 tuổi và ngài đã hy sinh cả cuộc đời mình cho cái công nghệ và giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về các vấn nạn về giao thông. Thì Vũ cảm thấy phải có trách nhiệm đồng hành khởi nghiệp cùng ngài Unity. Anatoly Unitsky в этом году уже 71 лет. Он всю жизнь отдал науке, отдал проект Skyway. Я читаю, это я должен вместе с ним и Skyway построить Skyway, и чтобы в мире красивее. Và trong cái quá trình làm đồng hành cùng cái tập đoàn Skyway thì cũng có rất nhiều cái khó khăn và thách thức. Chỉ có cái niềm tin mãnh liệt về ngài Unitsky và cái công nghệ của ngài thì Vũ đã vượt qua tất cả những cái dư luận cũng như là cái đàm tiếu của gia đình. Первый дня, когда я участвовала в Skyway, много услуги нехорошие от Skyway и даже семьи, но не мешает. Я участвовала в Skyway, когда я учу, изучал, смотрела, каждый день получила много информации о Skyway. Я верила и до сих пор. Каждый день крепче верит о Skyway. Thì cái động lực chính để Vũ vượt qua những cái khó khăn đó là Vũ nghiên cứu rất nhiều về ngài chủ tịch Unitsky và Vũ thấy cái cống hiến của mình và những cái mà mình khó khăn đang gặp phải thì chưa là gì với ngài Unitsky cả. Когда узнать о жизни Анатолия Unitsky, я вижу то, что мы, ну, по слуху, плохие или семьи, кто-то говорит не то, это не читаю. То, что это Анатолий Unitsky уже до сих пор делает. Và tập đoàn chúng ta thì theo Vũ cập nhật thì cũng là ở trong giai đoạn là gần về đích và Vũ cũng chúc tất cả các cổ đông cũng như đối tác Skyway vững niềm tin, vững tay chèo, đồng hành cùng ngài Unitsky. Я читаю это Skyway уже 95% уже последние дня выходит на рынке и успех уже впереди, поэтому я надеемся мы будем вместе стать это сильная команда, сильные ветви вместе с Skyway построить Skyway в мире. До свидания и желаем всем успехов, здоровья и с Skyway до жизни. Và Vũ lời cuối Vũ xin chúc ngài chủ tịch, ban lãnh đạo của tập đoàn Skyway và các nhà đầu tư cũng như đối tác trên toàn cầu một buổi tối thật là năng lượng và thành công trong tương lai cùng tập đoàn Skyway. Передача привет до Анатолий Юницкий и начальникам компании Skyway. Мы поддержим вам и вас любим. До свидания. Xin chào mọi người. Và bây giờ thì sẽ đưa microphone cho Cường nhé. Cường nói nhé. Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Cao Cường biết ya Piranam marathon Nguyễn Cao Cường top experts. Xin chào tất cả các cổ đông cũng như là ban lãnh đạo công ty. Привет всем начальникам компании Skyway и инвесторам Việt Nam. Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Cao Cường. Đến từ Việt Nam. Nguyễn Cao Cường. Конечно, я вьетнамец. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch Yuniski đáng kính của chúng ta. Первое слово огромное большое слово спасибо до Анатолия Юницкого и начальникам компании. Sau khi tôi đã trải qua xem 6 tập mà nói về cuộc đời của ngài Yuniski thì tôi thật sự thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc. После смотрела шеф серии о жизни Анатолия Юницкого, я читала, я самый счастливый человек в мире. Và tôi biết rằng sau khi cả thế giới đang trải qua một cuộc đại dịch rất khó khăn và điều đó càng nói lên sản phẩm của ngài Yuniski cần phải sớm tiến ra thị trường. Сейчас в мире очень большой болезни COVID везде. И об этом я читаю надо быстрее по плану, что вы первый проект Skyway đã đầu tư vào dịch bệnh. Đại dịch cho cả thế giới biết rằng nguyên nhân chính để dẫn đến ô nhiễm môi trường cũng như là các vấn nạn của xã hội. Мы хотим показать, что все мире узнали это сейчас в мире воздух очень грязный, болезни везде. Вот сейчас мы в болезни. Và điều đó càng minh chứng một điều sản phẩm Skyway mà ngài chủ tịch chúng ta đã cống hiến cả cuộc đời của mình càng phải ra thị trường càng sớm. Это значит Skyway мы надо очень мире люди земли очень надо проект Skyway. Tôi đã trở thành đối tác của tập đoàn cách đây hơn 3 năm và thêm một lời cảm ơn đến một người anh, đó là anh Đặng Phi Công và một người em, đó chính là người em Vũ Việt Khoa đang ngồi bên cạnh chị Hiền. Я стала инвестором Skyway уже 3 года. Сначала первое я благодарю Mr. Không, Đặng Phi Công и Vũ Việt Khoa. Người đã cho tôi một cơ hội có thể nói là thay đổi cả cuộc đời mình cũng như là tầm nhìn trong tương lai. Они дали мне шанс стать человеком известным инвестором и будет изменять моя судьбу в будущем. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tác trong hệ thống của mình đã đồng hành và tin tưởng cũng như cố gắng để lan tỏa những điều tuyệt vời từ sản phẩm của ngài Yuniski. Я очень благодарю все инвесторы, партнеры в моей ветви. Они уже поддержат меня и со мной до сих пор вместе участвовать в Skyway. Một lần nữa, tôi chỉ biết nói rằng tôi hết sức cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho tập đoàn Skyway của chúng ta cũng như chúc cho tất cả các cổ đông của chúng ta hãy lan tỏa càng nhiều, càng rộng hơn nữa để cho sản phẩm của chúng ta sớm được hiện thực hóa. Cảm ơn. Последние слова. Я очень благодарю проект Skyway и все мои инвесторы, партнеры поддержат меня, и мы вместе будем construit сильные ветви, чтобы отдать и развиваться Skyway и построить Skyway во всем мире. До свидания. Đặc biệt cảm ơn người phiên dịch xinh đẹp, đó là chị Hiền, người Спасибо, благодарю Hiền, переводчик, очень хорошо. Ok, chúc tuổi buổi. Hùng ơi, Hùng, Nguyễn Đạt Hùng nhé, bây giờ đến Nguyễn Đạt Hùng nói đi. Я передам микрофон Nguyễn Đạt Hùng. Hùng bật mic chưa? Nói ngắn nhá, đừng có nói dài quá. Ok. Xin chào công ty và chào các anh em cùng ở Việt Nam. Hôm nay rất là công viên may mắn là chúng ta được ngồi lại với nhau trong cái buổi họp mặt với ban lãnh đạo công ty của công ty. Сегодня я очень рада с вами участвовать в одной комнате, все мы. Тоже рад. Xin chào. Hôm nay chúng ta có những cái tâm sự chia sẻ với nhau về quan điểm, đánh giá cũng như nắm bắt về cơ hội Skyway. Thì cá nhân Hùng cũng chia sẻ về cái cảm nhận của mình với Skyway trong cái thời gian qua và rất may mắn biết đến Skyway. Я тоже хотим отдать несколько это от меня слов о Skyway. Cảm ơn bạn Khoa đã mách cho Hùng biết đến Skyway, một Sky Expert của công ty và người dẫn dắt giúp đỡ cho Hùng đến ngày hôm nay có trên 10 người expert và trên 43 người là expert, thì cũng đó là bạn Tâm cũng những anh em đồng hành như bạn Công, bạn Tuấn Anh, anh Cường và rất nhiều anh em đồng hành cùng với Hùng trong thời gian ban đầu. Спасибо, особенно Vũ Việt Hòa, Sky Expert и Nguyễn Triệu Tâm, Vũ hay cái gì? У меня до сих пор уже есть больше 10 экспертов и больше 40 экспертов. И ветви очень сильные. Спасибо вам. Вы уже поддержите меня. Bây giờ Hùng nói, sau đó thì sẽ đến ông Vladimir Maslov nói. Tại vì sau đây là ông ấy phải đi đi dạy. Ok, сейчас Hùng nói tiếp đi. Hùng cảm nhận, Hùng đánh giá cá nhân của Hùng khi bắt đầu những ngày đầu tiên mà bạn qua bạn chia sẻ về Skyway. Hùng thấy Skyway rất tiềm năng. Я очень отпечат, когда это Khoa рассказал о Skyway. Очень энергии. Với cái tài năng của ông Junichi, nghiên cứu cả một cái quá trình đánh đổi bằng thời gian và những cái tâm huyết của ông, cũng như cái sự phát triển và xu thế về công nghệ giao thông là một giải pháp rất ưu việt cho đến ngày hôm nay, chứng minh cho thế giới thấy công nghệ Skyway đang là một trong công nghệ làm thay đổi về thế giới vận tải của thế giới. Мы видим это Skyway надежнее проект и будет изменять мир. Будем построить Skyway везде мире и разрешать все вопросы транспорта, воздуха и так далее. Cảm ơn công ty, cảm ơn ông Junichi và cảm ơn quỹ ban lãnh đạo công ty Skyworld Community Skyworld Capital đã có những cái chương trình phân phối đại lý là chương trình crowdfunding để giúp cho người Việt Nam được tiếp cận đến cơ hội để sở hữu cổ phần trong cái giai đoạn startup của Skyway. Спасибо, Анатолий Юнисти, спасибо компании Skyway уже даст нам форму краудфандинг, чтобы все мы, инвесторы в мире, умеют право спонсировать и поддержать проект Skyway в мире. Chúng ta đang nắm giữ cái cổ phần của một công ty công nghệ trị giá hàng trăm tỷ đô. Đây chính là một cơ hội cho những người mà chúng ta chưa từng bao giờ sở hữu cổ phần của một công ty nào. Và đặc biệt những công ty lớn mạnh, trị giá lớn hàng trăm tỷ đô như Skyway. Мы очень верим и в руках нас очень сильные, известные, знаменитые проект Skyway. Мы будем построить Skyway везде в мире и всем умеет участвовать. Да. Cảm ơn chị Hân. Chúng ta đang thực sự đang có cơ hội và cũng là cơ hội trong giai đoạn cuối cùng khi nắm bắt vào công nghệ Skyway và tài trợ vốn cho Skyway. Это шанс для всех нас, чтобы спонсировать деньги, построить Skyway. Và tôi tin tưởng rằng với cái sự mong muốn và sự nỗ lực của ông Chunicki và sự hỗ trợ giúp đỡ của ban lãnh đạo Skyway Capital thì thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường lớn mạnh nhất thế giới về tài trợ vốn cho Skyway. Рынка Việt Nam и до сих пор всегда это самый сильный, самый надежный. И я верю, наша ветви, наша команда будет дружиться, будет сильной, чтобы спонсировать и поддержать проект Skyway. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chúng ta trì hoãn do một lý do nào đó, vì một lý do nào đó, dù Covid hay dù bất kể một vấn đề gì, thì Skyway đã chứng minh tất cả mọi thứ và đã rõ ràng cũng như là đến ngày thành công. Chính vì vậy, các cổ đông Việt Nam chúng ta hãy tận dụng và chúng ta đoàn kết lại để làm sao tài trợ vốn một cách tốt nhất cho công nghệ Skyway ra thị trường sớm nhất. Эти дня уже, я читала уже последние дня, уже ближе до победы, мы уже скоро закончится и построит первый проект на рынке. Поэтому я надеюсь, команда Вьетнам будет сильная, будет это спонсировать всегда. Первые, всегда первыми в мире, чтобы построить Skyway удачные. Skyway будет построить везде. И, как Анатолий всегда говорит, мы построим Skyway, чтобы спасти мир. Các cổ đông Việt Nam chúng tôi nói riêng và người Việt Nam chúng tôi nói chung, chúng tôi đang làm nỗ lực và phấn đấu tài trợ vốn nỗ lực cho công ty Skyway để đưa công nghệ Skyway ra thị trường thế giới. Cũng mong muốn công nghệ Skyway đến Việt Nam một cách sớm nhất để chúng tôi được trải nghiệm công nghệ Skyway để chứng minh cho thế giới rằng chúng tôi lựa chọn là đúng đắn. Команда Skyway Vietnam очень сильная, до сих пор очень сильная. Мы очень постараемся, чтобы ветви команда Vietnam всегда первые в мире. И хотим, чтобы компания Skyway будет построить первый проект Skyway во Вьетнаме. Мы делаем на этом. Thank you. Обязательно мы сделаем. Hùng ơi, Hùng nói lời cuối cùng đi. Chúng tôi rất mong muốn ban lãnh đạo công ty Skyway Capital đến Việt Nam và giúp chúng tôi phát triển, tài trợ vốn phát triển và công nghệ Skyway được đưa đến Việt Nam sớm nhất. Nói rồi. Ok. Последнее слово Hùng хочет это передать всем привет начальникам компании Skyway и всем инвесторам вьетнамцам и мире. До свидания. Спасибо. Xin chào. Còn bạn nào nữa nhỉ? Vừa nãy Linh nói đi. Francisco là сейчас мы дам вам слово. Тео, будешь прикладывать. Добрый день, шатели с Вьетнаму. Я су вельми рад, что tady můžu být s váma. Xin chào các bạn ở tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng lại được có mặt ở đây cùng với các bạn. Верьте мне, я каждый день сидевам на возможность, как лететь к вам до Ханоя. Hàng ngày tôi vẫn cứ tìm trên mạng cái tình hình và những khả năng để bay sang Việt Nam cùng với các bạn. Мы уже разговаривали, мы уже с Владимиром, что уж нам это одно, когда будем мусить быть в карантине на 2 недели, но мусить нам уж приехать. Và chúng tôi đã cùng nói chuyện với ông Vladimir Maslov. Chúng đã nói với nhau là kể cả trường hợp mà có bị cách ly 14 ngày, chúng tôi cũng sẵn sàng sang để mà cách ly sau đấy sẽ cùng làm việc với các bạn đấy. Pak nám vietnamští přátelé říkali, a co si vy myslíte, že co já v karanténě jak v hotelu, to je ještě horší jak v nemocnici. Thế còn có những bạn bảo là thế các vị cứ nghĩ rằng là vào đi chỗ cách ly là sướng như khách sạn đấy à, bảo còn kinh hơn cả bệnh viện đấy. Ale přesto já si myslím, že v avgustě, v srpnu do Vietnamu už jakým způsobem teďkom ještě nevím, ale my přijedeme. Tôi nghĩ rằng là chắc khoảng tháng 8 thì không biết là bằng cách nào nhưng chúng tôi đang rất là muốn đến đấy. No a samozřejmě na Oktoberfest 2. to je září, říjen, 2. až 4. října, no určitě tam přijedeme. Và chắc chắn là đến tháng 10 vào cái Oktoberfest vào ngày mùng 2 đến mùng 4 là chắc chắn nhà chúng tôi sẽ có mặt. Já jsem minulý týden měl meeting s top expertami, s sky expertami z Vietnamu. Tuần vừa rồi tôi có cuộc là conference với các top và sky expert. Já jsem říkal, jak jsem se díval na vše statistiky, které společnost Sky World Community má. Tôi đã xem các cái thống kê của bên chỗ Sky World Community ấy. Ve všech statistikách Vietnam je na prvním místě. Và trong tất cả các thống kê thì Việt Nam vẫn là đứng đầu. Já bych se vám za vaši práci chtěl naozaj velice vřele poděkovat. Và cũng qua đấy tôi rất là thành tâm để mà cảm ơn các bạn. Ale i přesto říct, buďte v střehu, protože Nigeria šlape na vaši patu. Nhưng mà chú ý một điều là các bạn phải cẩn thận đấy, bởi vì Nigeria đang nước Nigeria ấy là đang dẫm sau chân của các bạn kìa. Ale já přesto věřím, že i tento měsíc červenec bude pro Vietnam, jak to už jsme všichni zvyklí, že z hlediska objemu investic budete opět vy na prvním místě. Và tuy vậy tôi vẫn tin tưởng rằng là đến tháng 7 thì các bạn vẫn là cái quốc gia đứng đầu. Je potřeba vědět, že vedení Sky World Community připravuje I už aj teďkom děláme mnoho aktivit, které se týkají vás, investorů z Vietnamu. Vừa rồi thì Skywood Community cũng đã có những chương trình hành động để cho cho Skywood của bên Việt Nam. Budeme to postupně s vámi komunikovat a jak jsem říkal, já s Vladimírem za velice krátkou dobu přiletíme do Vietnamu, protože máme tam rozjednaný velice silných partnerů, jedná se tam o více projektů. Ban lãnh đạo của Skywood Community sẽ thường xuyên sẽ giữ contact với các bạn để đưa ra những cái chương trình cần thiết, và tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn sang Việt Nam cũng vì một cái vấn đề khác là các dự án, bởi vì chúng tôi cũng đã có một số các đối tác rất là tiềm năng. Jsme v jednání s některými vašimi kolegy, kde se jedná o velice seriózní investice. Bởi vì có một số các bạn cũng đang có những cái khoản đầu tư tương đối gọi là rất là nghiêm túc. Takže ještě jednou na závěr mého příspěvku velice pěkně vám děkuji za přítomnost zde, protože my děláme, myslím, to je 4. marafon, ale ještě takáto účast nikdy nebyla. Za to vám děkuji, že je taký zájem. Děkuji vám za vaši práci a pevně věřím, že brzy se uvidíme i v Hanoji, i v Ho Chi Minh City. Rất cảm ơn các bạn. Đây là cái chuyến marathon lần thứ 4 của Skywood Community và chưa có một cái cuộc marathon nào mà vui vẻ đông đúc như của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong một ngày gần đây. Přeji vám hlavně veľa zdraví, veľa úspěchů i brzy nashledanou. Chúc các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe và có nhiều thành công và sẽ hướng tới tương lai. Сейчас спасибо большое, Франсисола. Очень здорово ваше выступление. А сейчас Владимир Маслов, да? Здравствуйте, Владимир Маслов. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня слышно хорошо? Очень хорошо слышно. Спасибо. Я послушал коллегу Солара и немножко добавлю только сюда. Я очень рад с вами встретиться. Chúng tôi các bạn nghe rõ tôi chứ, và tôi rất là vui mừng hôm nay thêm một số những cái lời sau ông Francisco là. Если мы уже традиция такая, почему я в Skyway, я вам уже об этом говорил. Я только добавлю, что я вот думал, готовились, что я скажу сегодня людям. Вы знаете, вьетнамский марафон для меня важный, потому что я очень полюбил вьетнамский народ. Các bạn có biết không, các bạn đã biết là vì sao tôi đến với Skyway rồi, tại vì tôi nói rất nhiều lần rồi, và đặc biệt là cái chương trình marathon này thì với tôi là rất quan trọng, đặc biệt là với Việt Nam vì tôi rất yêu Việt Nam. Я очень полюбил вашу землю, вашу природу, и я вижу очень большой потенциал в вашей стране. Tôi rất yêu các bạn, tôi rất yêu đất nước Việt Nam và tôi yêu con người Việt Nam và đất nước Việt Nam. И я, скорее всего, не случайно несколько дней назад смотрел видеозапись выступления Анатолия Юницкого, Анатолия Эдуардовича Юницкого на первой конференции в 2015 году. Không phải tự nhiên, mấy ngày hôm trước thì tôi có xem lại cái video của ông Anatoly Yunitsky vào năm 2019. И вы знаете, что он там сказал? Меня очень вот как-то вот так вот триггер сработал. Он сказал, что вы знаете, что те, кто вступили и поддержали проект, мы уже сообщество миллионеров. А те, кто из нас более активные, это уже миллиардеры, долларовые. Если доллар еще будет, если не будет доллар, будет что-то другое, еще более мощное. Ông ấy nói rằng là những người mà ủng hộ cho dự án Skyway sẽ trở thành những tỷ phú. Поэтому tiền đô có giá trị. Поэтому очень приятно быть среди миллиардеров или миллионеров. Я говорился. Và chính vì vậy mà tôi xin chúc mừng tất cả các tỷ phú và các triệu phú tương lai. Может быть, мы когда-то так марафон, да, мы, может быть, когда-то так марафон назовем, что марафон миллионеров. А, và lúc đó chúng ta sẽ gọi là làn sóng marathon dành cho các tỷ phú và các triệu phú. Ведь много коллег значительно моложе меня сегодня очень толково говорили об этом, что это проект, который дает людям возможность, в отличие от многих других проектов. Nhiều người trẻ nói với tôi rằng là đây là một cái dự án và nó đưa đến cái khả năng để cho nó khác hẳn với các cái dự án khác và đưa đến cái khả năng để cho mọi người trở thành những người giàu có. И в чем потенциал нашего успеха? Потенциал успеха проекта в успехе каждого. В твоем, вашем, в моем. Это наш общий успех. Ты успешный и проект успешный. Thành công ở đây là thành công như thế nào? Thành công cho các bạn, thành công cho tập đoàn, thành công cho tất cả mọi người. Bạn thành công là chúng tôi thành công. И я очень рад. В первую очередь я сегодня в проекте, я очень уже соскучился. Мы с Франтишеком Соларом и раз, и два планировали, значит. Теперь еще что-то там отодвигает. Но как он уже сказал, что мы даже готовы карантин просидеть и там, и вернувшись обратно. Но главное, чтобы приехать к вам. Потому что работы много. Tức là chờ đợi và chúng tôi rất là mong mỏi để sang Việt Nam. Thế như các bạn biết đấy, Covid, rồi lại hết Covid và bây giờ lại bắt đầu Covid và chúng tôi vẫn chờ đợi và khi nào sang được là chúng tôi sẽ sang. И у меня спрашивают, что, слушай, у тебя в Фейсбуке столько людей. Я говорю, вы посмотрите, большинство моих друзей это вьетнамцы. Đấy, tức là qua Facebook ấy thì mọi người hỏi rằng là trời ơi nhìn kìa, Facebook của bạn bao nhiêu là người, và tất cả bạn bè của tôi toàn người Việt Nam. Поэтому, дорогие друзья, мы на правильном пути. Это я сердцем чувствую. Как я всегда говорил, я вас очень люблю. Я желаю нам всем успеха. И еще раз повторю, от каждого успех нас, каждого зависит от того, как мы все вместе работаем. Успехов на скорых встреч. À, ông ấy nói rằng là ông ấy rất yêu Việt Nam và từ trái tim của ông ấy thì ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ cố gắng và sẽ thành công và thành công của chúng ta là của mỗi người là của tất cả chúng ta và chúng ta sẽ làm sao để mà gặp nhau nhanh nhất có thể. До скорой встречи, Хен, спасибо вам за перевод. Đấy, và ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ sớm thôi sẽ được gặp nhau và cảm ơn Hiền là đã Pierovochik rất là tuyệt vời. Спасибо. Спасибо, слово Владимир Маслов. Спасибо. Bây giờ thì sẽ đưa microphone cho bạn Hà Thị Lý ạ. Сейчас topic first Hà Thị Lý. Vào nói đi. У нас еще несколько топиков хочет поступить, а я последний. Lý xin chào ban lãnh đạo công ty và tất cả cổ đông ạ. Меня Ли, я передам привет всем инвесторам и всем участникам Skyway. Lời đầu tiên Lý xin tự giới thiệu tên đầy đủ của Lý là Hà Thị Lý đến từ Đắk Lắk, Việt Nam. Я меня зовут Hà Thị Lý. А я жил в Đắk Lắk, это на середине Вьетнама. Tôi rất là may mắn khi biết đến Skyway qua một người em, đó là em Phương. Nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn tới em Phương. Меня очень повезло уметь знать о Skyway через Phương. И через микрофон я тоже передам привет и спасибо слово. Sau khi vợ chồng Hà Lý tìm hiểu và đặc biệt là đọc về lịch sử của Skyway thì vợ chồng Lý quyết định chọn Skyway làm sự nghiệp. Мы изучаем и смотрели, читаем чех информации о Skyway, смотрела видео о Skyway и уже выбираем Skyway, как будем это как Spencer своей жизни. Và lý do là lý do vợ chồng tôi chọn Skyway. Lý do thứ nhất, tôi muốn ủng hộ ý tưởng công trình ông Antoni Junicki. Первый почему мы поддержим Skyway? Первое, мы хотим поддержать Анатолий Юницкий господин. Và lý do thứ hai là chúng tôi muốn đóng góp vào tương lai an toàn và thân thiện với môi trường. Второй причин мы поддержим Skyway, потому что мы хотим свои силы отдать в мире, транспорта мире. Và lý do thứ ba là tôi muốn mang giá trị Skyway đến với tất cả mọi người. Третий причин я участвовала в Skyway, это мы хотим помочь, помогаем всем людям. Và tôi cũng mong là tất cả chúng ta cùng là góp phần xây dựng Skyway càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Надеемся, мы будем вместе со Skyway поддерживать Skyway, спонсировать Skyway, чтобы Skyway быстрее выходит на рынке и сильно развивается в мире. Và nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến ngài Chủ tịch Antoni Junicki đã ra những đột phá. Antoni Junicki, мы очень благодарим его, он уже создал Skyway, чтобы в мире будет, мы будем построить Skyway, чтобы в мире построить мире. Và cho tôi gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty và tất cả các cổ đông đã đồng hành cùng chúng tôi. Передам привет всем компании Skyway, членами и инвесторам в Вьетнаме, которые уже поддержат нас. Tôi xin gửi lời chúc tới ngài Antoni Junicki và ban lãnh đạo công ty, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Передам привет всем желаем всем здоровья, успехов и счастливо с Skyway. До свидания. Và cho tôi đến tất cả các cổ đông là sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Окей. Передам привет всем. А сейчас спасибо, Ли. А сейчас передам микрофон Linh. Linh Nguyễn Mỹ Linh, Top Express. Передам привет. Передам слово, пожалуйста. Vâng, xin chào tất cả các nhà đầu tư Skyway trên toàn thế giới cũng như các nhà đầu tư của Việt Nam. Thực sự hôm nay Linh rất vui và cũng hình như cũng đang rất là run nhưng mà rất là vui khi được trực tiếp cái cầu truyền hình trên toàn thế giới cùng cả cổ đông thế giới cũng như Việt Nam. Привет всем инвесторы и Вьетнама и инвесторы мира Skyway, всеми Skyway мира. Я сейчас очень волновалась, потому что это первый мост линий ванна микрофон в Вьетнаме. Suốt từ lúc nãy tất cả các top expert của Việt Nam cũng như toàn thế giới đã nói rất nhiều những lời yêu thương, những lời tốt đẹp về Skyway, thì Linh cũng như tất cả mọi người cũng thực sự là rất vui và tự hào khi là những người những leader gần như là top Việt Nam đã lan tỏa cái dự án Skyway đến cộng đồng người Việt Nam, và hiện tại thì cộng đồng của Việt Nam chúng ta đang đón nhận dự án Skyway rất là lớn. Я очень спасибо человек, который поддержит, покажет мне шанс Skyway, и сейчас я участвовала в команде Вьетнаме, самой сильной команды, самой надежной команды Skyway Vietnam. Linh chỉ muốn một lần nữa chúc mừng tất cả những nhà đầu tư của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đã đón nhận dự án Skyway là một cách mạnh mẽ, và chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa dự án Skyway đến cộng đồng thế giới cũng như cộng đồng người Việt Nam. Bởi vì khi chúng ta hành động thì mọi thứ mới tạo ra kết quả, và tất cả chúng ta đều là những người yêu quý Skyway, yêu quý cái công nghệ này, và chắc chắn trong tương lai Skyway sẽ chiếm 50% thị phần giao thông trên toàn thế giới. Và chúng ta giàu hay rất giàu thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy hành động để chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần của Skyway, nhiều nhất có thể. Ninh chỉ có muốn nói với cả mọi người như vậy. 10 lưu bim Skyway, các 10 lưu bim Skyway, 10 diễn lịch sử, сейчас об этом участвовала Skyway всем людям, чтобы они знают шанс участвовать с Skyway, спонсировать с Skyway, чтобы всем умеет шанс богатым, как мы сейчас участвовали. И Линь передать всем и желает всем здоровой, счастливой и успех с Skyway. А сейчас я дам микрофон топ-эксперт Chị Tuấn Anh. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi tới ban lãnh đạo cũng như là toàn thể các cổ đông trong nước và quốc tế lời chào. Передайте мне мой привет всем начальникам компании Skyway и всем инвесторам, Vietnamsам, инвесторам в мире Skyway. Tên đầy đủ của tôi là Trịnh Tuấn Anh và tôi đến từ Vĩnh Phúc. Tôi tham gia Skyway vào năm 2017 và từ 2017 đến giờ thì tôi chỉ làm duy nhất là Skyway. Я участвовала в Skyway начала 2017 года и до сих пор я только Skyway занимаюсь. Và lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với công nghệ Skyway thì tôi thấy đó là một cái chiếc xe rất là đẹp. Первые впечатления мои о Skyway это очень элегантная, красивая машина Skyway. Và khi tôi được tìm hiểu sâu hơn về công nghệ Skyway thì tôi thấy là có rất nhiều các giải pháp ứng dụng kỹ thuật cao vào công nghệ này. Skyway это один из ведущих, один факторами техника транспорта в мире. Như là trí thông minh nhân tạo. Skyway các умные, chị không biết tiếng trí nhân các cái AI, blockchain, thị giác kỹ thuật. Ну, техника Skyway современный, выдушил. И это настоящие, будущие. Прекрасно. Хен музыкант. Поэтому много слова, а техника Хен не знает. Поэтому, извините, несколько слов, может быть, я не знаю, но я передам по знанию мои. Và tôi thấy là tất cả các cái giải pháp đấy đều đáng giá hàng tỷ đô la. Все техника Skyway ценит миллиардов долларов. Очень ценит, очень дорогие. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội đầu tư rất tốt cho mình. Это значит шанс, чтобы я вложил свои деньги туда. Và công ty này không chỉ giải quyết cái vấn đề về vận chuyển hàng hóa đi lại. Не только транспорта, а товарами и людей. Mà còn giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng, nhà ga, bến đỗ, rồi là cách thức để lấy năng lượng. И энергии, Ну, как мы знаем, да, Skyway есть один из областей. Và tôi nghĩ rằng có nhiều người không hình dung được là công ty sau này sẽ lớn như thế nào. Многие не узнают о Skyway и не представляют, как огромные, гигантские Skyway. Chính vì vậy, ngay từ đầu tôi đã nắm bắt ngay cái cơ hội này. Поэтому я узнала и сразу сотрудник с Skyway. Và nhân đây thì tôi cũng xin phép là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ngài chủ tịch Zimnicki. Здесь я хочу передать большой привет от меня до Анатолий Юницкий. Và gửi tới ngài lời chúc sức khỏe và thành công hơn nữa. Желаю Анатолий Юницкий крепкого здоровья и больших успехов. Và tôi rất thích một cái câu nói của ngài, một cái câu nói vui nhưng đầy hàm ý. Я очень нравится одно слово от Анатолия Юницкого. Đó là trong một cái buổi phỏng vấn với Michael Chen. Это интервью с Michael Chen. Ông ấy nói rằng là Michael Chen ngồi trước ngài không phải bây giờ không phải là một công trình sư nữa, tổng công trình sư nữa, không phải là một nhà thiết kế chung nữa. Он сказал Michael Chen, а сейчас перед ними уже не только инженера, не научные. Trước mặt ngài bây giờ là một doanh nhân, hay gọi tôi là một doanh nhân. Он уже бизнесмен. Назовите меня бизнесмен. Và điều đó muốn nói với chúng ta rằng là công ty bây giờ đang trong giai đoạn thương mại. Это значит Skyway сейчас вперед придет на рынке. Và sắp tới quy mô thương mại sẽ ở mức độ toàn cầu. Не только в УАЭ и будет в мире, во всем мире. Chính vì vậy mà tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các nhà đầu tư của mình là именно об этом я хочу поддержать, что всем инвесторам chúng ta hãy chuẩn bị một tinh thần tốt nhất, một sức khỏe tốt nhất. Подготовить крепкого здоровья и будет стать человек хорошим. Để cùng nhau chào đón những cái kết quả, những cái thành tựu lớn của công ty sắp tới. Чтобы получить огромные успехов от компании Skyway. Và chúng ta hãy cùng nhau tập trung, cùng nhau hành động để đạt được những cái mục tiêu trước mắt. Мы будем вместе дружиться и собираться сильная команда и будем получаться результат скоро, близкие. Và sắp tới là những mục tiêu xa hơn. И не только близкие успехов и успехов сегодня и на будущем. Khi công ty ở mức độ thương mại toàn cầu thì chúng ta sẽ có nhiều việc để làm hơn và nhiều câu kiếm tiền hơn. Когда компания выходит на мире, на рынке, мы будем получать много награды. Bởi vậy chúng ta hãy ở lại đây và đừng đi đâu cả. Мы оставимся с Skyway. Только Skyway, никуда. Một vài trăm triệu, một vài tỷ không khẳng định chúng ta là ai. Несколько миллионов или несколько сотни миллионов. Это значит, это мы пока никто. Chính vì vậy, chúng ta cần phải lựa chọn những cái công ty là có bề dày lịch sử, có kế hoạch chiến lược hàng trăm năm như Skyway. Именно об этом мы должны остаться с Skyway. Skyway России Và chúc cho thành công sẽ sớm đến với tất cả chúng ta. Желаю всем здоровья, крепкого и больших успехов с Skyway. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn. Спасибо большое. До свидания. Ой, hay quá. Wow. Выступление очень хорошее. Hôm nay đấy không nhỉ? Anh Thế ơi, bên anh những ai là người phát biểu đấy? Để hỏi xem anh Thắng đâu rồi? Anh Thắng với cô Thủy với Trung xem. Bên này đang có hiện nay có một anh bạn người Séc. Anh ấy là. Vâng ạ, để cho anh ấy phát biểu đi, anh Thế dịch nhé. Anh bạn người Séc đây, anh ấy là anh trước bạn đây là làm, anh Thế giới đi. Vâng, anh ấy là trước đây là làm trong phòng kinh tế đối ngoại của cái hãng xe Skoda của Cộng hòa Séc. Thì lúc mà anh ấy biết được cái cơ hội này thì anh cũng bỏ việc và đi làm Skyway đây. Thế thì giới thiệu với tất cả anh chị em ở trong Việt Nam. Đây là anh Ruda Weiger. Và anh ấy cũng là một người đang hoạt động như thế này thì có một vài lời chia sẻ với anh chị em mình nhá. Xin gửi lời chào tất cả các bạn ở Việt Nam. Tôi đến với Skyway vào tháng 6 năm 2016. V srpnu 2016 vystupuju z automobilového průmyslu. Và đến tháng 8 thì tôi đã bỏ ngành công nghiệp ô tô, rời khỏi ngành công nghiệp ô tô, sản xuất ô tô. Tam jsem pracoval 23 let. Ở tại đấy thì tôi đã từng làm việc 23 năm. A teď můžu poděkovat panu Junickému. Tôi hiện nay có thể nói một câu cảm ơn tới ngài Junický, který mi dal tuhle příležitost propagovat tu revoluční technologii. Bởi vì ngài đã cho tôi một cơ hội để đi quảng bá một cái công nghệ tuyệt vời này. Já jsem se rozhodoval na třech aspektech. Tôi quyết định bởi vì có ba cái vấn đề. Vzdělání a síla a víra pana Junického. Bởi vì cái tình yêu, cái trí tuệ và cái lòng tin của ngài Junický. Za druhé, to byl jeho 15-etapový plán. Và tiếp theo ấy là cái kế hoạch 15 bước của ngài Junický. A za třetí bylo to, že to šetří životní prostředí. Và điều thứ ba ấy là ngài quan tâm đến vấn đề môi trường. Se síťovým marketingem jsem neměl vůbec, ale vůbec žádnou zkušenost. Còn về cái vấn đề làm cộng đồng mạng ấy thì tôi hoàn toàn không biết một tí gì luôn, chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm gì về làm mạng. V současné době mám asi 1000 klientů. Trong thời gian hiện nay thì tôi có khoảng 1000 người. Stále a stále dělám a dělám. Và bây giờ thì luôn luôn và chúng tôi vẫn đang còn tiếp tục và tiếp tục công việc. Víme, že to přijde. Tôi biết là nó sẽ đến, cái gì đến sẽ đến. Myslím si, že se na to těšíme všichni. Và tôi tin tưởng là tất cả chúng ta đều mong chờ đến ngày đó. A všem kolem nás přeju hodně úspěchů a štěstí a zdraví. Và tôi gửi lời chúc sức khỏe hết tất cả các bạn trong xung quanh đây. Trong phòng Zoom này và cũng những người còn xung quanh nữa. Rất cảm ơn các bạn đã nghe. Cảm ơn, xin chào. Xin chào. Và thì, bây giờ còn ai phát biểu không ạ? Vâng, không biết là bác Thắng có mặt đây không? Anh Chính, bạn Chính muốn phát biểu không nhỉ? Bạn Chính đâu ấy nhỉ? Đây. Chính đâu? Chính ơi, Chính phát biểu đi. Anh Phạm Văn Thắng đã xuất hiện rồi. Chính ơi, Chính đâu rồi nhỉ? Thế à, anh Thắng đâu nhỉ? Anh Thắng đâu? Đây, đây, anh Thắng đây. À, anh Thắng phát biểu đi. Hôm nay rất là vui. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào anh Thắng. Gặp lại tất cả những người quen thân. Tôi rất là may mắn là lại bay cái chuyến cuối cùng từ Đức về và có 14 ngày ở trong trong khu cách ly. Chúc mừng, chúc mừng. Thế vào mùng 4 tháng 6 thì được tự do. Hôm nay thực sự là vui quá, bởi vì lần đầu tiên mà là trên cái Zoom mà chúng ta được gặp nhau và những người quen và những người thân yêu cả. Trước hết thì chúc tất cả mọi người sức khỏe, và trong cái điều kiện Covid này thì chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa. Tôi cũng xin nêu một số cái ý kiến, mấy cái lý do mà tôi cũng đã tham gia vào với Skyway. Lần đầu tiên được nghe đến Skyway là do một cái người em đấy là Cánh Tùng, và sau đó nữa là được nghe Thế nói đến Skyway. Biết đến Skyway ấy, thì cái điều quan trọng nhất ấy, thì tôi thấy rằng là có một cái loại động cơ nó sẽ thay thế cái loại động cơ của thời đại. Cái động cơ đốt trong ấy là cái động cơ nó đã hủy hoại cái môi trường này và nó phát thải 70% cái khí CO2. Thế thì cái slogan ấy là giải cứu hành. Anh Thắng kết nối lại đi. Internet của anh Thắng có vấn đề rồi đấy, mọi người vẫn nghe thấy tốt đó. Cái này vẫn nghe rất là ok, chỉ có mỗi cái là không biết anh Thắng chỉ biết lý do tại sao. Anh Thắng mất mạng, mất kết nối, còn mọi người thì vẫn nghe tốt lắm, tất cả của mọi người đều nghe tốt. Còn ai nữa không nhỉ? Trong lúc chờ anh Thắng thì có thể là đồng chí Chính chăng? Chính đâu rồi? Chính vừa nãy thấy xem mà bây giờ đến đâu rồi. Alo anh Thắng ơi. Chú Thắng thì chú mất mạng. Mạng rồi. Thôi trong lúc chú Thắng mất mạng thì Thanh Hiền xin nói qua đôi lời về Thanh Hiền một chút vậy. Mọi người có nghe thấy Thanh Hiền nói không ạ? Сейчас пока Thắng порвал с интернет. Я освоил. Сначала nói à? Thanh Hiền thì biết đến Skyway tháng 6 năm 2012 và rất là cảm ơn bạn Linh và anh Thắng. Thực ra anh Thắng là người giới thiệu với Thanh Hiền, nhưng vì anh Thắng là không chia sẻ, thế nên là Thanh Hiền, nói thật là Thanh Hiền là văn nghệ sĩ nên là nếu mà không chia sẻ thì Thanh Hiền không hiểu. Và khi gặp bạn Linh thì bạn Linh đã chia sẻ cụ thể và Hiền thấy đây nó là một cái dự án vô cùng tuyệt vời và ngay tức thì Hiền đã đầu tư luôn đó. Thì đấy nó cũng là cái duyên, thế nên là hiện nay thì Thanh Hiền я узнал шанс Skyway первый человек под казах это Thắng, но он не рассказывал мне о Skyway, поэтому я ничего не понимаю. Я музыкант, я это не инженер, он только послал мне линии, и я ничего не понимаю. А когда встречает Милин, она рассказывает мне, и я сразу участвовала и стала партнером Skyway. Благодарю, ну, конечно, Линь и все равно Thắng. Я читала это проект свои, потому что мне и моей семье 30 лет уже в России. Tôi vừa mới nói rằng là tôi biết đến dự án Skyway và rất là cảm ơn trước tiên là anh Thắng và bạn Linh. Coi như tôi cảm ơn cả hai người. Mặc dù là đến bây giờ thì tôi đầu tư với bạn Linh, thế nhưng tôi cũng cảm ơn anh Thắng là vì ít nhất là tôi đã nghe đến cái chữ Skyway và tôi đã trở thành expert và tôi coi dự án Skyway nó là cái dự án của bản thân, của gia đình, tại vì tôi có 29 năm sinh sống và làm việc ở Nga và cả gia đình nhà tôi đều sống ở Minsk, Belarusi. Tôi là tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc ở nhạc viện Minsk, Belarusi và con trai tôi cũng sinh ra ở đấy, con gái tôi cũng tốt nghiệp ở đấy, con rể tôi là tham tán đại sứ thương mại đó. Thế nên là tôi coi cái dự án này nó giống như là của bản thân mình và tôi từ đó đến nay thì tôi chỉ làm Skyway, không làm bất kể một cái gì khác. Đấy là cái quan niệm của tôi. Khi mà tôi đã yêu thích cái gì đó thì tôi làm và tôi dồn 100% thời gian, 100% năng lượng cho cái công việc của mình làm. Chính vì vậy mà nó thành công. Với một cái người 60 tuổi, hơn 60 tuổi như tôi mà làm được như vậy thì tôi nghĩ đấy là một cái sự vô cùng tuyệt vời, vì là mình đã dồn tất cả cái năng lượng cũng như là sức lực và sự hiểu biết và mối quan hệ của mình cho cái công việc này. Ya re monogliet no ya dumalaya ochin uspela so skyway потому что сейчас у меня в Ветви уже больше 76 человек и стат это эксперт и отдать я постараться собираться 100% свои время, энергии, знаний и контакт для тонкого Skyway. Я очень гордимся, потому что мне 29 лет уже в России и читала я как русским. Люблю Skyway, люблю Анатолий Юницкий и люблю Skyway. Мои семьи, когда я в Skyway, я постарался, чтобы семью умеет 10 миллионов акций и уже получается. Tôi nói với các bạn rằng là khi tôi biết đến Skyway ấy, thì tôi chỉ mơ rằng là tôi có 1 triệu cổ phần thôi. Nhưng mà hiện nay thì gia đình nhà tôi đã nắm giữ hơn 10 triệu cổ phần của Skyway. Và đấy là ước mơ của tôi. Và tôi vì cái mục đích đó và tôi đã đạt được. Tôi cảm thấy vô cùng là hài lòng và rất là yêu Skyway. Chúc cho ngài Anatoly, lãnh đạo của tập đoàn, các lãnh đạo của tập đoàn Skyway, đặc biệt là ông Vladimir Maslov và ông Francis Sola và tất cả các cổ đông cũng như các nhà đầu tư của Skyway trong cái hệ thống của tôi, trong cái đội nhóm của tôi đã cùng đồng hành với tôi. Trong đội nhóm của tôi thì có rất nhiều những các anh các chị đã học ở Nga về và các anh các chị đấy rất lớn tuổi, thậm chí có những cái nhà đầu tư mà sinh năm 1932 đáng tuổi cha ông của chúng ta. Thế và những nhà đầu tư mà 70, 80 rất nhiều. Và người ta khi các anh các chị là những người đã học ở Nga và các anh các chị biết được là đây là một cái dự án của một cái nhà khoa học Nga với một tâm hồn người Nga và tin tưởng và đã đóng góp tài trợ cho dự án rất là nhiệt tình. У меня в Ветви моя очень много инвесторов взрослые 70 лет, 80 лет, но они закончили и уже работала и учила в России, в Минске, в Москве. Поэтому они со мной поддержат проект, и мы очень любим Анатолий Юницкий, любим проект Skyway, и я благодарю Анатолий Юницкий, все начальники компании Skyway и все мои инвесторы, которые со мной поддержат меня до сих пор. Последнее слово. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов, больших и не только на работе, и в жизни. Мы будем счастливы, мы будем богатым с Skyway. Tôi có cái lời chúc cuối cùng gửi đến ông Anatoly Yunicki và đến các lãnh đạo của tập đoàn và đồng thời gửi đến tất cả các cổ đông và của Việt Nam và các cổ đông trên thế giới. Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, sức khỏe, đặc biệt là trong cái đại dịch Covid này. Hãy có một cái sức khỏe, mạnh khỏe và không chỉ thành công trong cuộc sống mà thành công trong công việc và đồng hành để trở thành những người hạnh phúc và giàu có cùng với tập đoàn Skyway. Xin kết thúc bạn. Như vừa rồi ấy, là bác Thắng là muốn vào nhưng đăng ký vào không đăng ký vào nổi. Bác ấy vừa bảo là không vào được. À. Trong lúc này nếu có lời nói gì với Skyway đi. Đây thì có một bạn là một kỹ sư của vùng mỏ, thì bạn Trung, xem thử bạn ấy có ý kiến gì không nhỉ? Có một cái lời gì không? Bạn Trung à? Xin chào. Bạn Trung đâu? Vâng. Xin chào, tất cả các anh chị cổ đông. Xin chào ngài Vladimir Manov, ngài Sola. Được biết đến cái cơ hội Skyway thì cách đây là Trung được biết cơ hội này đến cách đây là năm 2018. Thì được anh Nguyễn Thanh Tuấn và chị Thủy và anh theo Nguyễn, anh Thế đấy, là chia sẻ với Trung. Thì thực ra trước đây, cách đây 13 năm ấy, là Trung đã từng tham gia vào một đội chế tạo robot để thi các cuộc thi Robocon của Việt Nam. Thì nó thực sự để chế tạo được một con robot có thể chạy được tốt, giống như là con tàu của Skyway là chạy tự động hoàn toàn, nó là một cái điều mà gần như là viễn tưởng, đúng không? Chắc là các bạn chưa tham gia chế tạo, nhưng mà mình đã tham gia rồi thì mình thấy đấy nó gần như là một cái việc mà viễn tưởng. Ai mà chế tạo được con tàu đấy thực sự là một người mà quá giỏi, mình quá khâm phục ông Whisky, cho nên là mình đã tham gia đầu tư, và đến nay thì mình cũng đã sở hữu được khoảng vài triệu cổ phần của tập đoàn Skyway. Thì đối với mình đấy chính là một cái điều tuyệt vời, và cũng mong là tất cả mọi người cổ đông và các nhà đầu tư là luôn luôn đồng hành để hỗ trợ cùng với Skyway, để trong thời gian tới chúng ta sẽ tiến hành thương mại, đúng không ạ? Thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Đây mình có trên tay mình có một cái cuốn sách dài khoảng 56 trang, mọi người có nhìn thấy không? Cuốn sách này nó rất là cơ bản, dành cho những nhà đầu tư mà mới tìm hiểu. Thì các anh chị nào mà muốn có cái cuốn sách này có thể inbox của mình, hoặc là anh theo Nguyễn á, để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này, và để mình có cái sức để mình đi lan tỏa cho mọi người biết là cái công nghệ Skyway này nó tốt lắm, nó rất cần cho Việt Nam và rất cần cho khắp nơi trên thế giới, để được làm sao chúng ta di chuyển an toàn này, và hiệu quả, tốc độ nhanh, và đảm bảo được là cái môi trường. Tức là bây giờ là mọi người biết đấy, là môi trường của chúng ta bây giờ là rất là khắc nghiệt, rồi là rất nhiều các cái thiên tai dịch bệnh nó xảy ra. Thì mọi người đầu tư vào Skyway sẽ là giúp cho môi trường của thế giới nó sẽ trong sạch hơn. Trung nói dài quá làm chị không dịch được, quên mất, chị cũng quên mất là không dịch cho Trung. Tức là yes, Trung Trung at Azin is человек уже он создал это cái gì nhỉ? Робот, поэтому он очень понимает это, как это Анатолий Юницкий создал, это как выдающие, очень великие человек, как Анатолий Юницкий. Река в мире можно читать 1, 2, 3. Поэтому он очень... Сейчас Чун говорит, у него в руках есть, ну, такое книжные, 56 сторонние. И кто хочет... Да, кто хочет это, умеет, будет это связать с Trung. Em nói tiếp đi, nói ngắn ngắn rồi để chị dịch, chị cũng quên mất là chị phải dịch. Vâng, cảm ơn chị. Ra thì công nghệ Skyway ấy, nói ra thì nó rất là dài, nhưng mà đối với mình ấy, thì là Skyway nó là một công nghệ cực kỳ tuyệt vời, nó tổng hợp gồm nhiều công nghệ, trong đấy có thứ nhất là công nghệ chế tạo đường ray, thứ hai là công nghệ điều khiển tự động, thứ ba là công nghệ động cơ đấy, động cơ, thứ tư là hệ thống cân bằng động giúp cho tàu chạy là cực kỳ nhanh và an toàn, đúng không? Thì Skyway ấy, khi nó đã sinh ra thì chắc chắn những cái hệ thống giao thông khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì là cái gì nó sinh ra mới tốt hơn thì mọi người sẽ sử dụng nhiều hơn. Và chúng ta là những nhà đầu tư góp vốn cho tập đoàn Skyway, chắc chắn là chúng ta sẽ thành công, và tập đoàn cũng sẽ thành công. Và nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Nguyễn Thu Thủy, anh Nguyễn Sĩ Thế và Cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn đã luôn hỗ trợ cùng với lại cổ đông Việt Nam, và chúc cho chúng ta là sẽ lan tỏa cái công nghệ này đến tất cả mọi người. Cái way ajin ochin ochin vidushiy sloshny, chekdika, поэтому он думает, если Skyway выходит на рынке, будет это победит, ну конечно, другими транспортом. Поэтому Skyway очень хорошие, научные. Мы уже узнали о Skyway, будем это показаться людям, чтобы люди умеют шанс участвовать, спонсировать Skyway. Он передает привет и желаем всем здоровья, успехов с Skyway. До свидания. Cảm ơn chị Hiền đã giúp đỡ các nhà đầu tư Translate trang cho tập đoàn. Còn ai nói nữa không ạ? Anh Thắng đã vào chưa? Nếu anh Thắng chưa vào thì thử hỏi Nguyễn Sĩ Thắng có đây không? Anh Nguyễn Sĩ Thắng có đấy không ạ? Chị Thu Thủy ạ? Đang làm gì ao rồi? Dạ, em chào anh ấy chị ạ. À đây rồi, ôi rồi. Tự nhiên lại có. Đâu ấy nhỉ? Hình như đang nằm. Chị Hiền nghe cho em nói không ạ? Đâu đâu nhỉ? À đây đây đây, à có chị nhìn thấy rồi. Chào chào Thủy. Thì nói ngắn ngắn còn dịch nhé. Dạ vâng, em cũng không có được nói nhiều đâu. Vâng. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn và chào tất cả các anh chị em, các nhà đầu tư đang có mặt ở trong Zoom này ạ. Và em cũng xin chân. Dạ vâng. Первый слов я передать всем, которые умеют в этот Zoom. Привет. Dạ vâng, em cũng xin trân trọng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến gần 3.000 nhà đầu tư đã đồng hành cùng em trong gần 3 năm qua. Благодарю 3000 партнеров и инвесторов с ней участвовали. Điều đặc biệt nhất ý, là em gửi lời cảm ơn tới bot Nguyễn Sĩ Thế, tức là Facebook theo Nguyễn ấy, người đã giới thiệu và chia sẻ cho em cái cơ hội Facebook, cái cơ hội Skyway này ạ. Особенно очень благодарю Nguyễn Sĩ Thế, который đã мне шанс Skyway. Và cũng là người đã đồng hành với đội nhóm 3.000 người của chúng em trong suốt thời gian qua. Конечно, он уже до сих пор вместе с нами. Và em cũng cảm ơn tới ngài Vladimir Maslov cùng với lại ngài Francisek là những người dẫn đầu của đội nhóm châu Âu cùng với lại đội nhóm Việt Nam trong đội nhóm của em ạ. Я тоже передам привет Francisco Vladimir Maslov уже вместе с нами до сих пор. Vâng, lý do mà em tham gia Skyway ấy, cũng như là trong rất là muôn nhiều người đầu tư ấy, người ta có nhiều cách để người ta tham gia, tức là người ta tin rồi người ta mới đồng hành, và thứ hai là người ta phải hiểu là người ta mới đồng hành. Thì em là người tin rồi em mới đồng hành, vì là em có một người dẫn đường tin cậy và một đội nhóm cũng tin cậy cái cách mà em đã tin. Dạ. Основные люди участвовать по верению, верить и тогда участвовать. И мои ветви также. Dạ, về cái dự án Skyway ấy, thì là càng tìm hiểu thì lại càng tin cậy. Bởi vì là thứ nhất là dự án này là cái quan trọng nhất là vì môi trường, và cái vấn đề, cái vấn nạn về tắc nghẽn giao thông ấy, là cái vấn đề đang rất là quan ngại nhất ở trong cái xã hội hiện đại. Dạ vâng, và em cũng rất là may mắn là em có tham gia vì sự tin cậy, nhưng mà sau cái sự tin cậy đấy thì là em có tìm hiểu, và những cái điều đấy đã thúc đẩy em để em chia, khi mà em đã tin cậy thì em chia sẻ rất tự tin đến cộng đồng. Dạ. Skyway разрешит вопросов о транспорте, пробках, о воздухе грязный и поэтому я, когда уже верили, и я уже работать и говорить уверенно себе, рассказывать о Skyway. Skyway không chỉ giải quyết vấn đề thay đổi nhận thức về giá trị của công nghệ phù hợp với lại xu hướng của thời đại, mà là còn giúp rất là nhiều các nhà đầu tư cũng như là những cái người tham gia đầu tư, và nhất là những người chia sẻ các cái giá trị này đến cộng đồng, có thể là thay đổi về nhận thức, đồng thời thay đổi về cái cục diện tài chính của rất nhiều người ạ. Skyway nie только это дать людям, дать мире хорошие условия, чистый воздух, построить дешевые и так далее. И поменять людей значение, понимает будущее земли как надо. Dạ. Cũng em rất là xin cảm ơn giá trị mà Skyway mang lại. Xin cảm ơn ngài Unisky, người tổng công trình sư và là người đã sáng tạo ra cái công nghệ này, và cũng là một như là lúc nãy các anh các chị chia sẻ đấy, là cũng là một nhà kinh doanh tài ba đấy ạ. Bây giờ nếu như ngài nói đấy ạ, vâng, là người đã sáng tạo ra hệ thống giao thông thế hệ mới để đã thay đổi cái thế giới này trong tương lai ạ. Благодарю Анатолий Унисский, создал Skyway, чтобы поменять и изменить мир. Ngoài cái giá trị lan tỏa về công nghệ thì các nhà... Ngoài cái giá trị lan tỏa về công nghệ thì các nhà đầu tư cũng như các leader đã có thể là chia sẻ về để có thể thay đổi về các cục diện tài chính cho rất nhiều người, và em cũng hy vọng là trong thời gian không xa, khi mà Skyway lên sàn thì sẽ tạo ra một thế hệ tỷ phú mới của những người rất trẻ ở Việt Nam. Và em cũng qua đây em xin gửi lời chúc các anh, các chị và tất cả các nhà đầu tư thành công với Skyway trong tương lai và ở hiện tại và trong thời gian tương lai ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Skyway не только изменит мир и изменит положение экономики, деньги для каждого. И я последнее слово желаю всем крепкого здоровья, больших успехов и счастливо. Em cảm ơn mọi người, em cảm ơn chị Hiền ạ. Em cảm ơn Hiền y Hiền. Dạ, em chào mọi người ạ. Còn ai nữa không ạ? Cảm ơn cô Thủy. Thế bây giờ xem anh chị Thắng có đây không, hoặc là bác Phạm Văn Thắng đã vào được chưa? Máy yếu đấy à? Anh chị Thắng có không? Chị Thắng và Phạm Văn Thắng ạ, còn hai anh Thắng đấy ạ. Bạn Trung ạ. Anh Thắng đây. Anh Thắng đây. Anh Thắng nói anh có lẽ xin gọi là internet nhé, đừng để đứt mạng nhé. Xem là nó có cái trục trặc. Nói lại rằng là rất là cảm ơn mọi người. Và hôm nay được gặp đều là những người thân yêu cả. Đó là cái điều là quý giá. Vâng. Очень спасибо. И сейчас продолжается Thắng. Okay. Đây là một công nghệ cho thay đổi toàn bộ cục diện của nền kinh tế quốc tế của nhân loại, chứ không riêng gì chỉ là giao thông. Nó thay đổi toàn bộ cái nền kinh tế của nhân loại. Ảnh hưởng đến ngành chế tạo ô tô, ảnh hưởng đến ngành xăng dầu, ảnh hưởng đến ngành làm đường, ảnh hưởng đến ngành làm cầu, và tất cả những cái vận chuyển trên hành tinh này sẽ được thay đổi theo cái công nghệ Skyway. Skyway будет касаться влияния на все области техника транспорта мира. Đó là điều vĩ đại mà ngài Zelensky đã ban lại cho nhân loại. Это значение очень огромное. Анатолий Унисский уже приносит миру. Phần thưởng này thì đến với tất cả những người mà hữu duyên, những người có trí tuệ, và là những người sẽ làm thay đổi cái thế giới này. всем, которые участвовали, спонсировать crowdfunding sur Skyway. Tôi đã nỗ lực làm và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để góp sức cùng với tất cả mọi người nhanh chóng nhất là có những cái hiện thực ở tại đất nước Việt Nam thân yêu. Я уже постарался и еще больше постарался, чтобы приносить Skyway в Vietnam. Theo đánh giá của tôi thì nếu mà trong cái thời đại mà đang Covid thì chính là cái mà chúng ta phải gia tăng những hoạt động Skyway để cho nhiều người hiểu đến Skyway và nhanh chóng nhất để thay đổi cái hoàn cảnh của tất cả nhân loại này, bởi vì nếu có dừng lại cái hoạt động của động cơ đốt trong thì môi trường mới sạch được. Сейчас в Covid болезни везде в мире, особенно я думала, сейчас лучше, чем всегда, должны развиваться Skyway. Мы можем работать онлайн и развивать это Skyway, чтобы воздух чистый и болезней нет. Là một cổ đông của Skyway, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và chúc tất cả mọi người sức khỏe và nỗ lực hơn rất nhiều lần nữa để nhanh chóng nhất là chúng ta sẽ có một cái hiện thực của Skyway trên. Я инвестором Skyway и буду постараться отдать больше силы, чтобы Skyway и вместе с рынком Вьетнама, чтобы проект Skyway будет быстрее на рынке. Cảm ơn em Hiền, cảm ơn tất cả mọi người đã có lắng nghe những cái chia sẻ của tôi và chúc mọi người sức khỏe. Желаю всем успехов, крепкого здоровья и успех с Skyway. Xin chào. Xin chào. Франсисола и Владимир Москов. Я думала, это уже достаточно. Тоже, я думаю. Я хочу передам слово для вас. Окей. Вы как это заключается? Слово. Спасибо вам всем, что Тео, я более буду говорить по-словацки. Тео, ты здесь? Я здесь. Я хотел бы их подяковать всем, которые днес выступили. Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã có những lời chia sẻ. Opět jste potvrdili jednu věc, že jste nejlepší skupina v celé komandě společnosti Skyward Community. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái gì mà tốt nhất, những cái nhóm tốt nhất ở trong cái Skyward Community. Já jsem rád, že jsem našel u vás mnoha přátel. Và tôi cũng nghĩ rằng là tôi đã tìm thấy ở tại Việt Nam rất là nhiều bạn bè. Tak jak Vladimír říkal, já též mám rád vaši krajinu, mám rád vás všech. Cũng như ngài Vladimir Maslov cũng nói, chúng tôi là yêu đất nước, quê hương, những cái phong cảnh, rồi là con người của Việt Nam. Já jsem přesvědčený, že ještě mnoho piva vypijeme společně v Hanoji alebo v Ho Chi Minh City společně s vámi ve Vietnamu. Ještě raz vám děkuji z hlubokého srdce a přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů. Chúng tôi cũng tin chắc rằng tôi sẽ còn có rất nhiều thời gian, rất có nhiều lần để đến ở Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh hay tại Sài Gòn hay là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta còn gặp nhau để còn làm công việc nhiều nữa, và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn là rất nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào. Спасибо большое, Франсисола. А сейчас я дам микрофон Владимиру Маслову. Будьте добры, пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Вы знаете, это мероприятие, оно всегда дает силы. Я надеюсь... Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Có những cái buổi như thế này, chúng ta lại tiếp sức cho nhau. Cảm ơn các anh chị. Я очень благодарю от своего имени лично и от моих коллег весь ваше сообщество, всех и лидеров, и топ-лидеров, и вообще инвесторов Вьетнама. Это очень сильная команда. Спасибо вам. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các top expert và tôi luôn luôn tự hào về các bạn. Cảm ơn về tất cả các top expert của Việt Nam, thị trường Việt Nam. Tôi rất yêu các bạn. И нечего добавить. До скорой встречи, как говорит Франциск Солар. Мы уже чемоданы приготовили, все готово. Скоро увидимся. Ông Vladimir Maslov và ông Francis Solar lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng vali, được cái là đi lên đường sang Việt Nam ngay. Rất là yêu quý Việt Nam và rất nóng lòng để muốn được sang Việt Nam. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Mươi tắc rẻ. Очень ждём вас. Очень любим вас. И очень не хватает вас. Спасибо. Спасибо вам. Любовь взаимная, это очень хорошо. Передайте всем. Ông ấy hiện nói rằng là chúng tôi rất là mong chờ, chúng tôi rất là yêu các ông, chúng tôi rất là mong chờ các ông và chúng tôi rất là chờ đợi các ông. Thì ông ấy nói rằng là chúng tôi cũng như vậy, chúng tôi cũng rất là yêu các bạn, rất nhớ các bạn và lúc nào vali sẵn sàng là được cái là lên đường đi Việt Nam ngay. Спасибо переводчикам и до скорой встречи, друзья. Đã, buổi marathon của chúng ta đến đây là đã tạm dừng. Xin thay mặt tất cả các leader cũng như top expert của Skyworld Việt Nam chúc các bạn mạnh khỏe trong đại dịch này. Hãy giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công với Skyway. Chúng ta hãy vì Skyway Việt Nam, vì Skyway thế giới và hãy mua thật nhiều cổ phần trong cái chương trình Step Up 2021 này. Ai chưa đạt được chỉ tiêu thì hãy mua, hãy tranh thủ, chỉ còn có hơn 30 ngày nữa thôi. Hãy tranh thủ và đạt được mục tiêu của mình. Xin chúc tất cả các bạn một lần nữa mạnh khỏe và chúng ta cùng hô Skyway Việt Nam. Skyway Việt Nam. Tất cả các anh chị em nhá. Bye. Xin chào. Ngày hôm nay là rất là hạnh phúc được gặp tất cả các bạn bè, gặp các nhà đầu tư, các công ty ở Việt Nam và hy vọng ngày sớm thì trong một ngày gần đây thì lúc nào mà cái đại dịch mà nó cho phép ấy, thì các ngài Solar và ngài Maslov có thể về thì là tôi cũng sẽ đồng hành với cùng các bạn và chúc nhiều sức khỏe và an toàn trong đại dịch. Xin chào mọi người. Bye, xin chào. До свидания. Chết quyền. Bye bye. Cố gắng có những cái cho các nhà đầu tư được yên tâm hơn nhá. Ok. Xin chào. Bye, tạm biệt. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Ngủ ngon nha. Các anh chị ngủ ngon nha. Tại nhau đi. Lợi vẫn trong miền Nam hả? Lợi vẫn trong miền Nam à? Lợi công vẫn trong miền Nam à? Ta lấy cái gì đó dầu lấy từ lúc trong Sài Gòn. À thế ạ. Vâng ạ.